cô nàng mập này đang cố gắng chạy bộ giảm cân. Cô gái này vẫn cố gắng không ngừng vì mục tiêu giảm cân. Sao lại có nhiều bánh donut trên đường như vậy ha? Ăn trước đã rồi tính sau, bánh ngon quá mà. Có rất nhiều bánh rán cho cô tha hồ mà ăn. Tất cả bánh đó là do chàng trai cố tình sắp đặt để tỏ tình với cô mà. Cuối cùng họ cũng đến với nhau rồi đó. Cô gái có thân hình nhỏ nhắn đang đi dạo. Ai lại đặt hoa hồng trên đường cô ta đi chứ? Đó chính là anh chàng điển trai này, chứ còn ai nữa. Lần sau đừng tặng nhiều hoa nữa nha. Anh chàng mập có món quà tặng cho cô bạn gái. Đó là một chiếc váy thật là đẹp. Và nhìn cô ta mặc nó vào càng gợi cảm hơn. Nhưng cô nên nhớ, đừng vận động mạnh quá nha. Đây là cái váy thứ 6 mà anh ta tặng cô bị rách rồi đó. Anh chàng điển trai cũng có quà tặng cho cô bạn gái. Đó là một chiếc váy trắng thật là đẹp. Với vóc dáng thon gọn thì cô ta mặc gì cũng đẹp rạng ngời cả. Cặp đôi béo hẹn gặp nhau sau một thời gian hẹn hò qua mạng. Mỗi bước đi của cô gái làm rung chuyển cả trời đất. Cỡ như anh ta còn đỡ không nổi thì huống chi ai. Gây án xong, cô ta chuồn ngay lập tức. Chàng trai này đang đợi bạn gái mình đến. Thân hình cả hai khá nhỏ nhắn và họ bắt đầu lao vào nhau. Cú va chạm này chắc không giống như cô gái béo đâu, mọi người yên tâm nha. Bạn nên giữ vóc dáng cân đối thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Có điều cô gái vui quá nên đã quăng túi xách trúng người đi đường rồi. Hãy cẩn thận hơn lần sau nha. Cặp đôi béo đang đi dạo công viên. Họ đang tay trong tay thì phát hiện một chiếc xe đạp. Với sức nặng của hai người thì chiếc xe đạp như lết đi vậy. Nhìn chiếc xe đạp mà chúng ta cảm thấy thương cho nó. Bởi vậy mấy người mập đi bằng xe đạp cũng khổ lắm. Nhưng cặp đôi thon gọn này thì lại khác. Họ hạnh phúc cùng nhau đi trên xe đạp. Mà xe đạp đâu phải của họ. Hãy tự mà mua lấy một chiếc mà đi nha. Lần này cặp đôi mập đi dạo công viên thì gặp phải kẻ cướp. Mà tên cướp này thì thấp cổ bé họng quá. Giờ anh ta đã ở giữa vòng vây của cặp đôi. Đã bảo rồi, tướng có chút xíu mà bày đặt đi trộm cướp.
cũng do anh ta xui thôi, chọn cướp nhầm đối tượng. Lần sau nhìn thấy người mập hoặc to con thì nên tránh xa. Gần đó thì có một cặp đôi thon gọn. Chàng trai sẽ đi kiếm nước cho bạn gái của mình. Đúng lúc này thì một tên cướp đã phát hiện ra cô gái đang ngồi một mình. Lập tức hắn khống chế cô gái ngay. Lúc này bạn trai cô gái cũng vừa về đến. Cả hai cùng khống chế tên cướp, biết bao nhiêu nghề mà không chọn. Anh chàng mập đợi bạn gái làm thức ăn đã lâu lắm rồi. Cuối cùng thì cô ta cũng mang thức ăn lên sau 3 tiếng. Cũng vì thế mà họ cãi nhau to rồi đòi chia tay. Không có bạn trai, cô ta vẫn ăn uống tốt mà. Phụ nữ mập khi chia tay tốn đồ ăn quá. Cặp đôi ốm này cũng đang cãi nhau. Cô gái đã khóc rất là nhiều, cô ấy đau khổ lắm. Còn gái ốm khi chia tay thì hao tốn khăn giấy lắm. Anh chàng mập luôn khổ tâm vì cái chân của mình luôn đau nhức. Thật ra anh ta mượn cớ đó để tỏ tình với cô bạn gái mà thôi. Bạn gái anh ta thì chẳng quan tâm đến việc đó. Thứ mà cô quan tâm là làm no cái bụng trước đã. Anh bạn này cũng xài chiêu cũ đó, là giả vờ đau chân. Và đúng lúc này anh đã cầu hôn cô gái. Cô ta đồng ý ngay và họ đã sống với nhau rất là hạnh phúc. Cặp đôi mập đang cùng cố gắng chạy bộ để giảm cân. Mới đi có vài bước họ đã thấm mệt rồi. Họ cùng nhau tập những động tác yoga hơn trên thảm. Tập được chừng 5 phút thì cô gái cần ăn để bổ sung thêm năng lượng. Cũng nhờ tập theo phương án này mà họ tăng cân như bây giờ đó. Và họ sẽ còn tiếp tục tăng cân mà thôi. Cặp đôi thon gọn ngày nào cũng chạy bộ để tăng cường sức khỏe. Nhìn vóc dáng họ thì đủ hiểu rồi. Một sự va chạm không hề mong muốn đã xảy ra. Nhưng mà cô gái mập cũng muốn bạn trai quan tâm mình lắm. Anh ta cũng tốt quá chứ nhỉ. Được chọn một người thương mình đã khó, muốn anh ta quan tâm mình còn khó hơn. Người mập cũng cần có hạnh phúc mà. Cặp đôi ốm này đang đi dạo thì cô gái nhặt được ba lô. Bạn trai cô ta cũng biết ghen chứ bộ.
Cô gái đứng giữa tình huống này cũng khó xử nhỉ. Giờ thì mấy anh tự mà đi giải quyết với nhau đi nha.